Chào các bạn. À, hôm nay tụi mình lại làm một cái clip thử thách mà có rất là nhiều bạn yêu cầu luôn, đó chính là người cuối cùng ở dưới hồ bơi. Đây là cái hồ bơi sâu khoảng 2 mét của mình nha các bạn. Và có tất cả là 2, 4, 6, 8 người chơi. Gồm có là 3 khách mời và 5 đội nhà các bạn. Đội nhà mình thì Tú, Dĩ, rồi Toàn đồ thì vào để cho góp vui, tấu hài thôi. Chứ tụi nó chừng tiếng đồng hồ đó là nó lên nha các bạn. Và game này là hồ bơi nhưng mà phiên bản là rút hết nước rồi nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ chờ là mưa rồi xuống thì mới có nước thôi, chứ nắng như vậy thì không có nước đâu. Và game rất là đơn giản, 8 người sẽ ở dưới cái hồ bơi này và được mình cấp lương thực bằng một cái máng đựng đồ ăn này đã các bạn. Cứ 1-2 tiếng đồng hồ thì mình sẽ thả đồ ăn xuống một lần. Cứ thả xuống thì giành giật nhau ăn thôi. Ai nhanh tay nước thì có, ai chậm tay thì không có thôi các bạn. Và ai mà bị bỏ đói nhiều ngày quá hay là cảm thấy mà bất lực quá cái kiểu gì thì cứ leo lên đầu hàng. Người cuối cùng còn ở dưới cái hồ bơi này lụm 10 triệu nha các bạn. Ok, và đầu tiên trước khi thử thách thì mình sẽ bắt đầu bấm giờ để xem thử thách này nó sẽ kéo dài được bao lâu nha các bạn. Bắt đầu. Rồi, thử thách đã bắt đầu rồi, mọi người được phép đi di chuyển đi đâu cũng được hết. Ôi trời, trời, trời ơi. Ngồi mà được ăn rồi ngủ nó là chắc chơi phải 7 ngày, 8 ngày anh ạ. Anh nói chị chơi chứ. Rồi ok. Hello, mình là Chí, mình đến từ Sài Gòn. Mình là huấn luyện viên tennis ở tại câu lạc bộ Lan Anh. Mình đến đây là để tham gia thử thách vui. Với lại được chơi với idol ưng. Rồi, cảm ơn. Mình là Hiếu, đến từ Sài Gòn. Thì năm nay mình cũng 24 tuổi. Mình được anh Lâm mời tham gia thử thách. Thì hôm nay cũng rất may mắn được tham gia thử thách này. Mình cũng mong là sẽ chơi hết mình. Không biết là có lụm được giải không, nhưng mà sẽ chơi ít nhất là 3 ngày. Chào các bạn, mình là Long. Mình đến từ Kiên Giang và đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Mình rất là vinh dự khi được anh Lâm mời đến tham gia cái game show này. Mình sẽ chơi hết sức, vui hết mình. Mình là An, đến từ Cà Mau. Mình cũng may mắn lắm mới được anh Lâm mời tham gia các bạn. Nên lần này mình sẽ quyết định mình chơi hết mình luôn nha. Mình chơi theo với tư cách là khách mời, mình sẽ thắng cái giải này, chơi 7 ngày thắng giải. Mình là Dĩ, mình đến từ Kiên Giang. Và wow, mình cũng may mắn được anh Lâm mời luôn các bạn. Nên mình cố gắng sẽ chơi 4 ngày 4 đêm luôn, chứ không phải 6 ngày 6 đêm nha. Mình là Toàn, mình đến từ hồ bơi nè, nên nhà mình đây mà cứ nằm đây và ngủ thôi. Mình là Tú, đến từ Bình Dương. Hôm nay mình sẽ chiến hết mình, anh em hết mình. Cuối cùng mình là Đại, đến từ nhà của mình. Mình là vua dưới hồ. Rồi, hiện tại là mới có gần 11 giờ trưa các bạn, chưa tới giờ ăn trưa nữa. Nên mình quyết định là có một cái dòng cấp đồ chơi ăn chơi thôi nha các bạn. Và phía bên đây thì mình có một cái xô để dành cho mấy thằng cu nó đi tiểu ở đây nha các bạn. Mới không nó xả tập lum cái hồ bơi của mình. Và đặc biệt là mỗi người được phép 3 lần leo lên để đi đi bự nha các bạn. Còn đi tiểu thì đi đây, còn đi bự thì được 3 lần đi bự lận. Nói chung là game này là không có cho nó phóng quế bừa bãi dưới cái hồ được các bạn. Bởi vì cái hồ bơi mà mình còn xài nữa mấy bạn. Và ok, bảo mà ok, giơ xuống nhanh luôn bảo ơi. Mình quên nói với mọi người là cứ 1-2 tiếng là hả làng đâu, nhất thiết mà phải chiến đấu như vậy bạn. Đồ ăn xuống liên tục luôn, ăn không ngừng nghỉ luôn. Đây là trận chiến đồ ăn mà. Rồi sau một hồi giành giật thì bạn hết mời chứ được có cái bánh bánh tát với chai C2 thôi các bạn. Bị giành dữ quá. Còn ăn được hai chén nước suối luôn. Hai nước suối, một C2, một cút cát. Rồi diễn được cái gì vậy? Được cái quạt. Cái là cái quạt hả? Đúng rồi, cái quạt, cái dù lỏ với chai C2. Mở bánh luôn. Đúng rồi, cái này là bạn đã thử chưa? Bò được gì đâu? Cái bánh được giữ qua đây được có hai cái bánh à. Chứ cái dù của ai? Dù của em. Ờ, được cái dù rồi gì nữa. Ôi, còn Tú cho được cái ghế kìa đã à. Em lụm ghế anh dê bánh chó. Anh chỉ cần vậy thôi à? Còn Đại? Hai hộp bánh luôn anh. Ờ, bạn này cũng được quá trời luôn. Dạ, em được chai trà bí đao. Đóng cái bánh. Cái trái cây thơm với bệnh đầu họng da cá. Còn anh này anh được cái này được bạn. Cái thảm cho đây cho nước. Ok, nói chung là mọi người giành giật quá các bạn, không sao vậy mới vui.
Rồi tình hình là thử thách đã được một tiếng các bạn. Cứ một tiếng đồng hồ thì chúng ta lại có đồ xuống một lần. Rồi bây giờ là nhìn nãy cái vòng nãy dành dần quá trời, bây giờ lại tiếp tục nha các bạn. Một tiếng một lần ăn mệt nghỉ luôn mà chữ à. Rồi xuống. Giống như mi quá à. Dạ. Ủa chưa đúng hả? Ây. Bắt gì rồi. Ây trời. Lấy cái mổ luôn kìa. Rồi ăn lấy được hai tay chiên hả ăn? Hai tay chiên với cái quẹt. Mọi người hỗn loạn quá anh ơi. Vậy không có gì hết luôn. Không là được mấy chai nước anh. Toàn có gì luôn. Chai nước anh ơi. Em có tên mình, em mì ý, gà với hộp cơm. Rồi còn lại là hamburger, gà rán. Bạn này em được cục dây với cái miếng bạc. Còn bạn này được bánh với lại phô mai. Nước. Còn bạn này được có lon Pepsi rồi nha các bạn. Em làm được lon Pepsi với lại chai aqua lỏ. Thì sau khi mình giành giật đồ ăn đồ thì mình lấy được bao nhiêu đây nha. Nhưng mà nước thì mình còn có một xíu à. Trái cây thì mình 6 trái táo, bộ lộn 7 trái, 5 trái mặn, 1 trái ổi và một đống nhãn. Bây giờ mình sẽ ăn trước một trái apple. Ngọt kìa. Có nước. Sau khi mình đã giành giật mình lấy được trái dưa hấu nha các bạn. Với được 2 trái bơm. Ngoài ra được ít nhãn. Ngoài ra mình vẫn còn nước với đồ ăn nha các bạn. Mình chơi bất tử luôn các bạn ơi. Rồi mời bạn ăn trái táo với mình nha các bạn. Bổ sung nước nha. Ngọt, nhiều nước lắm các bạn. Rồi thì từ sáng tới giờ mình thu được cái hộp bánh này từ sáng rồi các bạn. Cái mấy trái banh thì nãy mình cứ gom được. Nhưng mà toàn mấy trái banh nhỏ không nha. 3 trái táo, 4 trái cherry, lại trái ổi các bạn ơi. Thôi dạng trái cherry đỡ buồn chứ. Mình thì đang ngồi nói chuyện, tự nhiên cái đó ghê xuống cho mình lụp lụp có trái táo à. Buồn thiệt chứ, đang ngồi cười cừ. Thôi con Minh cũng giống tội mà mình đang ngồi nói chuyện với nó luôn. Mình nói chuyện với nó luôn. Mình lụp được chai ổi với chai mặn. Với mấy chai nhãn này mình ăn rồi. Giờ mình còn có bánh với chai nước. Mỗi bánh luôn. Còn mình á thì tổng kết hết những dòng chôm chĩa. Thì mình được 2 trái táo, 1 trái ổi và một đống banh nha các bạn. Chai nước của mình đây đâu mất tiêu rồi ta. Ở đây hết. Giờ thì mình ăn táo chén miệng thôi bạn. Thì sau khi ngồi nãy giờ trời mưa nắng thì tự nhiên nhãn đâu rớt đây quá trời. Thì giờ tổng kết sáng giờ thì được lon coca C2 với lại một chai Aquafina. 7 ngày 7 đêm. Khi giành giật được đồ ăn mình lấy được 5 trái táo. Mà mình ăn hết một trái rồi. Còn 4 trái, thì sáng giờ mình còn nước như đây. Một chai suối với lại Pepsi với lại chai C2. Đúng. Từ đi. Đừng có lộn với nhau mà. Thì góc chơi. Nguyên hùng đá luôn mấy bạn ơi. Rồi hiện tại là 5 giờ chiều và thử thách đã được 7 tiếng nha bạn. Và cứ 1 tiếng trôi qua thì lại có đồ. Và 7 tiếng thì sẽ được ăn chiều các bạn. Đó chính là khoảng 40 mấy 50 cái đùi gà cáp xơi. Mất hình cái rồi. Nãy từ giờ lấy được những gì em? Chưa giờ em lấy được cỡ 7-8 trái táo, mười mấy trái nhãn, 3 trái cherry. Ăn no chưa? Ăn no 6 chưa? 6 chai nước. Ăn thì no rồi anh. Vậy giờ nhờ mọi người ở đây em đùi gà không có ngon đâu em. Cũng phải ăn chứ anh. Con ông đó ông cầm thẳng cái nồi luôn kìa. Cảm ơn bạn. Dễ dàng hết rồi, lần này ha. Dạm. Xuống từ lời thôi, xuống từ lời thôi. Ôi. 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 Bình tĩnh, bình tĩnh mọi người, bình tĩnh mọi người. Ờ, bình tĩnh đi thằng này. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
Lên không kịp bỏ, Rồi tình hình là mấy đứa nó ăn no quá không nổi luôn mà nó chuyển sang nó cho ngược lại ekip luôn nè các bạn. Hai ekip đứng nhiều quá. Đứng nhìn mà chảy nước miếng quá chứ chảy luôn. Thôi trả lại. Rồi đứa đâu ăn nữa ở đây. Ăn nữa hả? Dạ. Không ăn hả? Nhiều quá. Cái gì nhiều quá cũng không tốt anh ơi. Trời ơi đây đem. Oh my god. Đây. Không sao đâu, 3 giây không sao đâu. Dạ, bị tắt 3 giây mà. Vậy không ăn nữa. Dạ thôi. Nhiều quá. Biết nãy mình mua 10 cái được các bạn, giờ mua nhiều quá. Chơi. Ủa đại đường hùng nước đá đã chứ ta. Còn đá không anh ơi? Không có nước hả? Không anh. Rồi tình hình là ba người chạm vô cái này mà muốn công bằng á, bạn nên đòi chơi tủ xì nha. Ai thắng thì sẽ lấy cái này. Ba người chơi luôn đúng không? Chơi. Kéo búa ba thôi nha. Bao nhiêu thôi nha. Nè. 1 2 3. Trời. Ủa, anh thua mà. Thua hồi nãy mà, anh thua mà. Thua lấy mà. Thua ra, thua ra. Rồi rồi rồi. Ủa, thôi nha. 1 2 3. Game là dễ. Oh my god. Nhỏ quá các bạn ơi. Ba đây. Vậy đi. Không mưa cũng dành nữa. Tù xin. One hour later. Rồi hiện tại là 8 giờ tối và mình tiếp tục một cái cắp và đồ ngủ cho mọi người các bạn, gồm có là ghế hơi nè, rồi lều rồi, nói chung là những cái món đồ lều chạy rồi các kiểu để cho tụi nó ngủ nha. Có cả nhang mũi trong đây nữa. Bây giờ là đám nó đứng như xác chết như vậy đó bạn. Bù lao xác sống nha. Bù lao hồ bơi anh ạ. Hồ bơi xác sống. Rồi hồ bơi xác sống ok nha. Ok. Rồi chào các bạn, mình là Lê Văn Lâm, phóng viên thường trực ở dưới cái hồ bơi này nha các bạn. Và buổi tối nay thì mình sẽ phỏng vấn xem là mọi người có gì nha. Đầu tiên thì mình thấy là bé Tú là nó có một cái đồ đấm bốc không? Mai của em. Vậy sao em sử dụng? Tay của mày á, đi để ngay chân em. Vậy hả? Là Tú thì nó sẽ có ngủ tối nay ngủ ghế hả Tú? Em ngủ mùng anh, cái đó của em. Cái này của em hả? Đúng rồi. Em cũng mùng. Đúng rồi. Còn lấy thêm cái này nữa chi? Lấy để chân vậy á. Tôi ngủ nữa, tôi ngủ của em luôn. Của em luôn. Đúng rồi. Rồi tiếp theo là bạn mặc áo. Áo mưa. Áo mưa này có áo mưa rồi có võng. Có cái đồ đắp bóng. Mình có cái tấm bạc nha các bạn. Rồi mình có thêm một cái áo mưa này nữa. Mình có cái nệm này, cái võng và cái đắp bóng. Ok, mấy đồ này hơi phế đó. Mỗi mũi nó chết quá. Rồi tiếp theo là bạn này thì coi tấm niệm này thôi à, không có một liều hết hả? Không, nãy em không có lấy gì hết á. Không có lấy gì hết luôn? Mấy vòng trước em có rồi, đầy đủ hết rồi. Mà có liều không? Dạ không. Ở đây em thấy chật lắm, cần liều. Ở đây mũi dữ lắm á nha. Dạ, đồ với lại có dù đồ đầy đủ hết trơn à. Chống mưa, chống mưa hết đi. Còn Dĩ Hùng thì nó giờ nó dựng liều với Hùng ơi nha bạn. Giờ này dựng liều với Hùng ơi, còn ăn thì quá. Lấy cái hơi hả bạn? Dạ. Nằm ngủ vậy thôi hả? Vậy cho mát. Toàn thì có liều tự bôn, mà chỗ đâu mà dựng liều giờ. Không sao anh, em dựng cái là chống hết à. Đại có gì đại? Không chứ ngồi anh ơi. Tự bôn mà dựng không được luôn à. Cái liều tự bôn mà dựng. Mình lấy chứ mình không xài nha các bạn. Cái gì mỗi không xài luôn. Đúng rồi anh ơi. Rồi hiện tại là lại là 9 giờ tối bạn, lại đến giờ là vòng cấp đồ nữa. Đây. Rồi xuống đi mọi người. Sao thảy nó xuống luôn? Vậy. Oh my god. Nhà banh.
Cái này đang làm cho mọi người mất cái diện tích không chỗ ở nha các bạn. A few moments later. Rồi hiện tại là thử thách mới có được có 11 tiếng và chúng ta đã có người đầu hàng đầu tiên nha các bạn. Đó chính là cô An, sao nghĩ em? Dạ, em chơi em cảm thấy là ăn đầy đủ quá. Quay lại cũng chán rồi nên nghĩ anh ơi. Em dễ quá chán hả? Dạ đúng rồi. Nghỉ sớm. Ăn ngủ không chán. Đầu hàng. Dạng như nó thích mấy cái game nào đó mà nó nắng nôi mà nó trôi nổi lên đên ướt át nữa bạn. Còn game này nó ăn uống khi nó chán nên đầu hàng nha bạn. Vậy là bữa sau chị game phải làm cho nó chơi sinh tồn rồi. Yeah. Rồi ăn thịt nha, chặt thịt vì chán. Thôi rồi cái ghế đó có ai hưởng không? 3, 2, 1, rồi ok. Rồi hiện tại là 10 giờ tối, mình vẫn phải hức và thả đồ xuống nha bạn. Xuống thôi Bảo ơi. Đúng rồi. Bây giờ mình mấy đứa chưa ngủ nữa hả? Sao tông lão vậy? Sao vậy? Rồi ok, chúng ta lại bước qua tiếng thứ 13 nha bạn. 11 giờ khuya vẫn phải ngồi thả đồ xuống cho mấy bạn người chơi nữa. Rồi thả xuống Bảo ơi. Xe nó cũng lấy được. Chị đâu. Dạ dạ. Hiện tại là đêm rồi nha các bạn. Ăn từ sáng tới giờ cái bụng của mình là nó hơi mệt rồi đó. Nên bây giờ mình sẽ quyết định sử dụng một lần đi bự nha các bạn. Ok. Đi thôi. Lấy cho em cái cậu hàng xuống camera ơi. Rồi hiện tại là hơn 6 giờ sáng và chúng ta đã tới tiếng thứ 20 nha bạn. Và do tiếng 20 để là cấp thêm đồ nhưng mà 6 giờ sáng nên ăn sáng bạn. Và chúng ta có 7 người thì có 7 ổ mì. Thấy có vài người vẫn còn ngủ rất là dữ luôn. Thả xuống thôi. Ai ngủ thì có thể mắc phần ăn nha. Ai đói có thể ăn 3 ổ cũng được cho mọi người. Chị hảo luôn hả? Cái gì tốt bụng kìa, lập cho tú nữa kìa. Anh chỉ tốt bụng. Kiếm đâu ra được tốt bụng như vậy trời. Anh đang làm cặp dây để gắn vô trên sợi dây này, đừng có để khi mà có cái gì đó nước vô thì nó không bị trôi đi. Thì tối qua mình cũng ngủ rất là ngon luôn, mát mẻ, không có tí mồ hôi nào hết. Buổi sáng mình ăn cái gì anh? À, mình ăn gà, đùi gà, KFC với tráng miệng, dưa hấu với ổ bánh mì nha các bạn. Với uống một ít nước lọc. Tối hôm qua ngủ thì rất là ngon, ngáy sùm dưới đất hết trơn, không biết anh em có ngủ được không nữa. Rồi, tối hôm qua thì ngủ cũng khá là ok nha các bạn. Tại hôm qua mình không định đối với mũi đâu nha. Nhưng mà ngủ xíu á, mũi quá trời luôn. Thôi nên mình đốt luôn, đốt cái ngủ tới sáng luôn. Quá đã luôn. Giờ còn mình thì tối qua ngủ lều nha các bạn. Nó cũng hơi mát với lại mùng mệt chứ gói mình đầy đủ quá. Ngủ cũng khá là im luôn á. Quá đã. Với tối qua mình đang ngủ thì mình thấy đồ hạ xuống chứ mình mở đâu kịp đâu người ta lấy hết rồi. Còn mình thì hôm qua ngủ hơi nực tại vì mình nệm nhiều quá. Với lại hôm qua ngủ cũng không được ngon, khoảng 1 tiếng 2 tiếng là mình phải chập chờn mình lấy đồ ăn hoặc là mấy cái phao nệm nữa nè để sáng mai có gì anh Lâm mà anh có đổ nước xuống thì mình còn có cái để sinh tồn. Còn vậy còn ngủ các bạn ơi. Rồi chúng ta đến với tiếng thứ 22 nha bạn. Và lượt thả thứ 22 sẽ là những cây ống tiếp để cho mọi người choảng nhau, cúp đồ của nhau nhưng không phải đồ ăn nữa. Ok, xuống hàng thôi. Anh đây 4 cây. Rồi, vậy được 2 cây. Dạ, được 1 cây. Đây 2 cây, ông kia
3 cây, hôm nay 2 cây. Rồi, thử thách đã được 23 tiếng các bạn. Và đợt thứ 23 này chúng ta sẽ được mỗi đứa một cây gửi áo phao luôn bạn, 9 cây áo phao. Chia ra mọi người cái. Chia ra mọi người cái. Chia ra mọi người cái luôn rồi, còn gì thấy chi. Ai biết bơi thì mặc 2 cái. Ai không biết bơi thì mặc 1 cái. Rồi, hiện tại là thử thách đã được 23 tiếng 59 phút các bạn. Và chúng ta có đợt hạ đồ cuối cùng luôn nha, 24 đợt. Và đợt này vẫn tiếp tục hạ banh. Hạ thôi Bảo ơi. Vô, đổ cái giữa luôn nha. Rồi mọi người. Ê, có cái gì kìa, mấy đứa. Gì đốt không à, đốt không à, bao nhiêu lâu. Dạ. Và như các bạn cũng biết là nếu như chơi hồ bơi mà mình thả khá là nhiều banh phao các kiểu thì chắc chắn 24 giờ là bơm nước các bạn. Mà thấy là có khá là nhiều bạn đã biết trước được nội dung rồi, bắt đầu bơm phao rồi các kiểu. Và theo anh em luôn, chơi thôi. Rồi hiện tại là mấy thằng cu nhà mình bây giờ bắt đầu đang lục banh vô trong bao nha các bạn. Ở cái bao của mình nha. Còn ông này ông làm sẵn 5-6 bao rồi các bạn. Dạng như thấy hả banh rồi xuống là người ta biết trước chương trình là hết gì cũng bơm nước rồi không làm trước. Và chiến thần. Đâu phải bao đó là sống đâu, còn phải có nhiều kỹ năng nữa, kỹ năng làm bè mà. Rồi hiện tại là thằng cu Vĩ đang lục bao rồi vậy. Dạ anh. Bây giờ này lụm kẹp các em nước đang văng lên kìa. Nhưng mà anh tự bắt cá em ơi kìa. Bao của nó lấy rồi. Không, hồi nãy có cái bao để gom đồ nó vô, ba nó dùng chút quá trời luôn đó ba. Dùng chút quá trời 20 cái á. Có tất cả là 20 bao. Có tất cả là 20 bao mọi người. Sòn này bây giờ ở đây bắt đầu lụm bao, lụm đồ rồi vô nha các bạn. Ủa khuya này không có ai dạy sắc bó nữa hả? Có ai sắc bó không? Có anh. Có sắc bó nữa hả? Mà săn 1-2 cái thì ngủ chừng. Càng về khuya thì bót ra mấy lớn em, mấy bót mạnh em. Ông này ổng nằm ngay đây, ổng săn nguyên đêm luôn á. Ủa Toàn, có một bao á Toàn, bao sẽ nổi được Toàn. Dạ. Cái gì đâu mọi người hả? Bây giờ ban ở đây, còn có 1 bao à. Em sẽ lấy à. Rồi sau 2 tiếng bơm nước thì chúng ta được khoảng 1/3 hồ các bạn, còn khoảng chừng mét. Hơn mét nữa là đầy hồ rồi. Và tới cái vòng cấp đồ ăn và nước uống. Đầu tiên thì mỗi người đều được một chai nước nè, Đại nè, Toàn nè, bạn này nè, Tú lấy không? Lấy chưa? Ghê rồi hả? Dĩ nè. Không, em lấy cho anh kia thôi. Khỏi. Chấp luôn hả? Không lấy hả? Quá trời nước luôn rồi. Ồ, bạn nó chấp luôn nha bạn. Không phải cứ đẩy Đại đi, ai lấy không sao hết. Ok. Tiếp theo là bốc hầm đồ ăn nha. 7 người chúng ta sẽ có 7 cái lá hầm. Ủa Toàn không có bè hả Toàn? Ok em nhuộm đồ cho hai ngày hết rồi anh ơi. Anh thấy em có gì đâu nhuộm? Có, em có nhiều lắm á. Xạo, anh thấy em có cái cây không à? Dứt gì với bệnh này hết chứ anh. Thôi gì, tội nghiệp Toàn quá, nó không có bè các bạn, nên mình vừa cái đốt trước. Bốc cái Toàn. Một tấm thôi nha. Rồi, dở đưa cho anh coi cho, dở ra đây. Đây. Wow. Cơm hải sản. Ngon à. Cơm hải sản. Đây Toàn cho được một cái hộp cơm nè, có tôm nè, có bí ngòi, có rau mầm, có cà rốt nữa. Đâu anh? Toàn là nhất luôn rồi. Ủa, gì chỗ? Nè. Cái gì sắp tôm nhỏ vậy anh? Ăn thử coi ngon em. Sao ngon? Được anh. Được hả? Không hộ. Đại nè, bè đại đâu rồi? Nè này. Cái cục đình tím tím là của em à. Sao ngồi thử coi, ngồi thử biểu diễn coi, diễn ra coi. Cái tướng nó bự vậy mà cái bè là cái bè kìa. Thôi được rồi, cho em bốc thăm nè. Bốc em, tội nghiệp quá, ai không có bè cho bốc trước đi các bạn. Rồi, đây mở cho. À, một cái pizza nhỏ. Rồi, đại cho được một cái pizza nhỏ nha các bạn. Pizza không có nhân, chỉ có phô mai thôi. Thôi được, rồi. Tiếp theo là ai? Là đây Lục nè. Đây em. Rồi bạn Dĩ luôn không? Liều bè Dĩ đâu đây bạn coi thử coi. Bè em này lấy mới nằm. Đâu là cái bè của em hả? Đúng rồi. Đâu nằm thử coi. Ủa, lỗi chú Lục
nào thử anh. Ờ. Không. Nổi không? Nổi. Bóc hả? Đó. Vậy hả? Rồi ok, ai lại đây bóc à? Không ai xếp hàng gì hết á, ai lại trước à? Em. Em bóc đúng không? Rồi, bạn này bóc. Quất. À. Đâu phải bóc trước là ngon đâu. Bóc trước là vô mấy món ghê lắm á. Rồi. Chúng ta sẽ có cánh gà BBQ. Chúng ta sẽ có hai cái cánh gà dài và hai cánh gà ở trong, bạn là gộp có là hai cánh nha. Thấy bốn miếng thôi cho gà là hai cánh. Ok, tiếp theo ai? Chị đúng không? Vô. Phạt thôi nha. Ok. Rau trộn. Rau trộn. Chúng ta sẽ có salad nè bạn, còn mấy cái da cá nè. Rồi đây là cái nước trộn cái gì. Rồi, múc em. Đây là bánh mì bơ tỏi. Chúng ta sẽ có 4 miếng bánh mì bơ tỏi. Bánh mì đang không mùi tỏi đã lắm. Rồi, ai nữa? Anh sẽ bóc trước nha. Rồi, ok. Vậy là tờ cuối cùng của Tú. Rồi, ảnh được một cái pizza lớn nha bạn. Đây, chúng ta sẽ được một cái pizza tôm phô mai. Rất là ngon. Tờ cuối cùng là của Tú nha bạn. Tú hỏi bóc luôn. Tú được. Mì ý. Đây là mì ý hải sản phô mai. Được cái nĩa nè. Cái muỗng nè. Cái muỗng nữa nè. Tú là nhất. Sau khi mình nhìn một hồi mình đánh giá là cái đầu nổi là của cái bè này là tốt nhất. Còn cái độ mà hư giãn thì bên đây cũng khá là hư giãn do có cái tấm niệm đó các bạn. Còn cái bè của bạn này thì nhìn nó khá là hỗn tạp luôn. Một đống những cái thứ mà gom lại các bạn. Toàn là banh không đó anh. Một đống banh luôn hả? Dạ. Còn bè của ông Đại là nó bự quá bạn, không xài được. Còn con Dĩ bè nhỏ xíu à. Không sao, nó nhỏ vẫn được. Còn Tú thì một đống banh cái đó nha bạn. Còn Toàn thì bè Toàn là bè tàng hình đó Toàn. Đúng rồi. Ngồi lên thử em. Sao nổi đã không? Đã lắm anh ơi, có dù che nữa mà. Rồi hiện tại là cái hồ nước đã tràn bờ các bạn. Và đây hai bé này nhìn như coi phim Titanic vậy các bạn. Coi kìa. Cầu nguyện gì á. Sắc. Đừng chèo anh Sắc. Đừng chèo anh Sắc. Đừng chèo. Đúng hệt luôn bạn ơi. Tay nó trắng phéo luôn rồi. Nhưng mà nó vẫn muốn chơi tiếp nha các bạn. Và theo cái program chương trình thì cứ một tiếng trôi qua thì chúng ta lại có những cái gì đó thú vị. Và tình hình là thử thách đã gần được 30 tiếng. Và theo cái mốc thời gian này bắt đầu cứ một tiếng thì mình sẽ cho bốc thăm để mang vác đồ đồ nặng một lần các bạn. Dưới đây mình có nè mấy cái cục sắt, mấy cục tạ rồi các kiểu đấy các bạn. Và luật chơi rất là đơn giản, cứ một tiếng đồng hồ thì mình sẽ cho mỗi người bấm cái vòng quay một lần. Cứ vào cái cục nào thì phải bảo vệ cái cục đó, không được cho nó rớt dưới hồ. Ai mà để hàng với mấy bạn vận chuyển hàng mà để rớt dưới hàng là mấy bạn phải đền hàng. Nên đồng nghĩa với việc ai mà làm rớt hàng là người đó sẽ bị lỗi. Chúng ta có thể xuống nước hay là muốn làm gì cũng được, ngoại trừ không được làm rớt hàng đó nha bạn. Rớt hàng là bị lỗi. Nhưng Toàn là hiện tại là nó không có một chiếc bè nào hết. Nếu nó vào một cục sắt là nó phải ôm cục sắt đó tới trọn đời đó luôn. Thả tay ra cái bị lỗi liền. Và cho Toàn chơi trước luôn ha. Ngon hả? Tội nghiệp Toàn ghê các bạn. Em giống là em có thể ôm được cục sắt mấy ký. Em chấp hết cục nào cũng ôm hết. Sau khi ôm sát rồi cấm không cho báo bộ hành nữa nha bạn. Ăn phát hiện nào báo bộ hành gõ đầu liền nghe anh. Có anh không, không được báo luôn anh. Không được báo. Wow. Ok chưa, game khó như vậy chứ nó chơi nó cứ gồng ghế các bạn. Ok chưa. Ok anh. Rồi để cho mọi người xem cái vòng quay của mình có gì cái đã. Chúng ta sẽ có 5kg, 10kg eto, rồi đại pháo, rồi bánh xe, rồi qua lượt, khiêm lượt, cái hang, rồi được lên bờ chơi được các kiểu nha bạn. Rồi Toàn bấm trước hả? Đúng rồi anh. Chấp Toàn nha mọi người, Toàn nó sắp chết rồi. Chấp Toàn đi. Quất. Được lên bờ chơi nè. Để coi Toàn được gì nha bạn. Được lên bờ chơi là ngon. Tờ ơi à. Toàn là nhất luôn rồi, lượm cái cục bờ ký cho Toàn coi. Ủa nó bờ ký luôn ta. Đúng rồi, có số 10 nè. Toàn, kéo lên Toàn. Nè, chuẩn bị quay cảnh Toàn chìm nè. Sao chơi nữa không? Không, được, được, được. Không được bám nha, bám gọi lại. Thôi, nặng quá. Rồi, Toàn đầu em. Rồi, lên bờ em.
coi chừng lên bờ em mới quên cảm giác đi luôn, em bơi như cá luôn á. Anh làm tiền kỳ. Anh nói gì ra đó luôn, quá hay luôn. Rồi tiếp theo là người có nguy cơ tạ thứ hai đó chính là bé Juliet Đại nha. Bấm Đại nè, đâu? Ôi giữa. Giờ nó không biết ở đâu luôn các bạn. Lú rồi mọi người ơi. Tao ở tuyệt vời mặt trời luôn. Lụm cái hang anh ơi. Chấm hỏi, cái gì vậy? Tạm đâu, em muốn ôm hay muốn bỏ anh Tàu? Để em bỏ anh Tàu thử. Chỉ được phép để nha, không được cột dây nha. Cái Tàu vậy đâu không có sự cân bằng gì hết hả? Sao rồi, được em? Ok. Vậy luôn hả? Chán chùa hết cái tâm quyết của em để bảo vệ cái hang nha. Anh thấy cái hang mà nằm dưới đáy đại dương là em bị loại liền nha. Ok anh. Rồi, tiếp theo là Tàu ai nhỏ hơn ta? Tú. Bé Tú nha, sao cái Tàu em chán quá à, Tú? Tao gì đâu mà tự nhiên lấy cái này cái trùm mấy cái banh rồi lên vậy chơi hả? Rồi ngồi vô uống nước gì vậy? Đó anh, hợp lý á. Ok, bấm cái này em. Ê, bấm chưa? Đúng rồi. À, bấm rồi hả? Rồi, tình hình là Tú được à, mời kế. Ok, ăn trao quà cho bé coi, để đâu bé? Em. Sao, được không? Còn ổn. Không được chỉnh vô hành nha, thấy được chỉnh vô hành là gõ đầu liền nha. Ok anh. Ok không? Ok. Nhớ nha, cục này tới bồi cũ luôn á, gớm một cái nó mắc bồi cũ liền á. Rồi tình hình là Tàu bạn Dĩ cùi hơn Tàu bạn đó nên bạn Dĩ được ưu tiên luôn nha. Và Tàu bạn Dĩ nè, có mấy cái bao, cái bỏ mấy cái banh vô, rồi bỏ áo phao, rồi áo phao không mặc đem làm cái bè. Chắc anh, em biết bơi mà. Em biết bơi hả? Ờ. Rồi vậy bấm đi em. Tàu bạn Dĩ là nhất luôn rồi. Bạn Dĩ được thêm 2 lượt. Oh my god. Bấm cái nữa. Dớt. Rồi coi bạn Dĩ có gì nha các bạn. Rồi thêm 2 lượt nó lại giờ em được 3 lần bấm rồi đó. Bấm 3 lần nữa. 1. Vậy sao nhiều chứ vậy? Ai kêu vô chơi. Rồi chúng ta được một cái đại pháo. Ở đây nè, đây. Đại pháo anh Dĩ để càng hũ pháo của em nha. Ờ. Rồi. Chơi thử luôn. Bạn Dĩ bấm còn một lần nữa nha các bạn. À đại pháo đã có rồi thì sẽ không cần bấm nữa, bấm lại là bấm còn 2 lần. Đại pháo mình có 1 cái các bạn, mà này chơi lặp lại mà. 5 cái. Lâu lâu quên tập tạ nên tập lại. Để đâu em? Đây tự để luôn cho. Dạ. Gặp vô giấy rồi quá à. Không ra đâu, bỏ được. Còn 1 lần nữa nha. Quất. Trời. À được lên bờ ngồi trên cái ghế màu đỏ 60 phút. Lấy ghế màu đỏ cho Dĩ coi. Ngon. Rồi em lên bờ ai giữ thì của em. Tự giữ luôn anh. Rồi vậy lên đây. Gớt đầu là thua đó nha. Ok. Wow. Đó ngồi giữ đi. Gớt cây thua đó nha. Okay. Ngồi canh đó đi. Em đi mọi người phá em là thua à. Rồi. Okay. Rồi vậy xong 3 lượt rồi nha các bạn. Vậy sẽ có là một khẩu đại pháo này khoảng 10 mấy ký, cục tạ 5 ký và được lên bờ ngồi 1 tiếng nha. Rồi tiếp theo là bạn này thì cũng giống cuồng Dĩ các bạn, nhưng mà được cái là có cái tấm này ngồi hắn là im. Rồi trùm cái áo mưa đó ngoại ơi. Nắng anh. À nắng dạ. Mặc thêm áo ninja led nữa. Dạ nắng quá. Rồi bạn có 1 lượt bấm. Bấm. Rồi đại pháo thì Dĩ lụm gọi có 1 cái duy nhất là hàng limited tôi bấm lại. Dạ. Sao bạn này phái đại pháo quá ta. Rồi tình hình là cái hang đại cũng đang sở hữu luôn rồi, bấm lại. Quá lượt. Qua lượt các bạn. Yeah. Rồi tiếp theo là bạn này thì ngồi trên cái ghế tình nhân và kẹp thêm một đống mấy cái đồ nghề đồ các kiểu. Một lượt bấm của bạn bắt đầu. Rồi bạn này có 10 ký. Em. Rồi bạn muốn để đâu để nè. Đó. Nhớ phải giữ nó nha. Đây là cái du thuyền mà gọi là xa hoa nhất nha các bạn. Rồi lượt bấm của bạn bắt đầu. Thêm 2 lượt. Thêm lượt là xui lắm á. Tao gần nó nói như thằng vậy á. Thêm 2 lượt. Bóp lại cái. 1 cái. Bánh xe ô tô. Ồ, đổ áp mà. Một lượt nữa nha mấy bạn. Đừng la thêm 2 lượt nữa, xui như vậy luôn á. Tao bạn này quá hay luôn mấy bạn. Được khi một bánh xe ô tô nữa. Để thử luôn. Lo được. Nó có tỷ lệ nó tuột ra nó ngã. Không lẽ giờ bạn ngồi bạn dịnh nó ghét. Không được cột nha, hàng hóa đâu. Ồ. Bôi đẹp. Rồi tình hình là chúng ta đã có người đầu hàng tiếp theo các bạn. Như các bạn bình luận các bạn đã biết là chắc chắn là đại tập chắc luôn rồi. Kiểu gì mà có hiền gì đâu coi kìa. Vô bằng em. Rồi thả ra đi.
Rồi, đại ta. Đừng mà đừng, UDS phải chết em. One hour later. Rồi ok, chúng ta đã đến thứ tiếng 31 nha bạn. 30 giây nữa được 31 tiếng và lại một tiếng trôi qua thì chúng ta lại có vòng quay. Và vòng quay hôm nay chúng ta sẽ ngược lại là người có hiền lớn nhất sẽ được ưu tiên chơi trước. Và vòng quay này đã được ép vào thêm những cái món mới bạn. Và đặc biệt là lần này là không có lặp lại nha. Vô cái nào là vô một cái duy nhất. Rồi bạn có hiền lớn nhất sẽ được chơi trước nha bạn. Bấm cái nè. Chúng ta sẽ được thêm những cái món rất là tuyệt vời. 10 ký. Ổn áp, ok. Rồi tiếp theo là chiếc bè thứ hai cũng rất là hoành tráng nha bạn. Một chiếc bàn học. Ủa, cái nghe muốn rồi con nhồi máu cơ tim luôn bà. Ok vẫn ổn nha bạn. Giờ có mong muốn có gì không? Mong muốn được qua lượt nữa. Qua lượt nữa hả? Có qua lượt không? Có chứ. À, được lên bờ 60 phút. Rồi ok, chèo qua bển 60 phút. Như vậy trời sao không chèo đây đó. Ok đó, leo lên không sao đâu, mình chưa chở hàng mà đúng không? Vậy là hết một tiếng nha bạn, giờ phải lên bè nè, gớm đồ nè. Wow, được không? Ổn không? Ổn anh. Rồi em bấm cái coi được cái gì đang coi văn phẩm mình. Qua lượt. Wow. Rồi tiếp theo là Tú là người cuối cùng rồi. Qua lượt bây giờ dĩ nó vô, em không còn qua lượt ở đâu, giờ chỉ còn thêm lượt thôi. Em gán bấm vô thêm lượt em. Em cũng muốn thêm lượt. Hùng nước đá full nước anh ơi. Nghe qua đó. Rồi. Ủa tay anh ơi, tay anh ơi. Được không? Coi cái thùng kia rớt nè. Thăng bằng á. Sao? Trời được, 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 được. Ổ áo không? Anh nghĩ là em sắp đi theo thằng Toàn rồi. Rồi tình hình là anh Tú đang ôm ôm cái hùng cái tạch luôn rồi. Đi Tú. Nặng quá anh. Rồi hiện tại là đã được 32 tiếng các bạn ơi. Chúng ta đã đến với vòng quay tiếp tục rồi. Và tình hình là mưa ngày càng lớn. Và bé dễ cái tội nghiệp nè. Tội nghiệp đứa bé. Sao? Gì dạ? Chơi được nữa không em? Thôi anh, chơi anh. Rồi bây giờ là tụi mình đã bắt đầu gom những cái cục đe lại cho nặng hơn là cái kiểu nha bạn. Vòng này là phải là vòng giết dễ nha. Thôi. Rồi dễ được phép quay trước. Nãy là người lớn trước, giờ tới người nhỏ trước nha. Bấm. Ok. Thêm 2 lượt. Bất đàn. Đúng là đã xui rồi là còn xui nữa. Thêm 2 lượt nữa nè. Ok. 30 ký. 30 ký anh ơi. Đây. Đầu tiên là 10 ký nha bạn. Được không? Tiếp. Ta là để đưa vô cái. Rồi, ok nha. Dễ rồi. Đây, để xong một cái nào. 20 cái. Sao hả? Đúng rồi, để xong một cái nữa. Wow, wow. Còn một cái nữa nha. Còn một cục cuối cùng. Để đâu? Đây. Ở đây luôn. Đúng rồi, nhảy xuống rồi dưới. Ây da. Từ từ, anh để được không? Nhảy xuống rồi dưới. Chìm ơi, mọi người. Thôi, cảm ơn. Không, được. Em giữ cái tư thế đó một tiếng mà. Còn một vòng quay nữa. Còn một vòng nữa mà. Vậy vẫn còn một lượt quay nha bạn. Ok. Ok. Được lên bờ ngồi 60 con. Dễ tạch đó bạn ơi, dễ tạch ơi. Rồi tiếp theo là bạn này nha, bạn này pha vẫn vẫn nhỏ nha. Có một cái không? Bấm. Qua lượt. Bánh xe ô tô. Mẹ. Vậy hả? Rồi tiếp theo là bạn
gọi tin nhắn nha bạn. Ok. Quá lượt, quá trời. Chết. Buồn quá bạn ơi. Chết. À bàn học và ghế học luôn. Vô. Ok, ghế lên luôn, ghế nặng lên luôn. Ghế, ghế hả? À, không ghé nữa. Không ghé, em muốn đằng sau cơ. Được. Rồi, lo được. Em chịu nha. Ok, em lo được. Rồi, hiện tại là 6 giờ rưỡi và thử thách là được 32 tiếng 35 phút mấy bạn. À, tình hình là mưa tầm tã như vậy luôn nên mà tụi mình quyết định là rút ngắn thời gian chơi lại là thành 30 phút chơi một lần nha bạn. Và hiện tại là còn 3 người chơi nên mình quyết định là sẽ có một cái vòng gọi là ai mà yếu quá thì đầu hàng đi, chứ chơi chứ mà công tạc giống dĩ như Tú rồi thì xui đó bạn. Ba bạn, bạn nào đầu hàng có ngay 1 triệu tiền xe đi về. Có ai đầu hàng không? Bạn này đầu hàng thấy không cộng kền quá rồi đó. Để em đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ hả? 5 4 hết giờ. Rồi em đầu hàng. Hả? Em đầu hàng. Em đầu hàng hả? Rồi rồi, bạn này giờ mình thấy quá là cộng kền rồi nha các bạn. Dạ, công ty là tài chính cao lắm. Rồi, ok, chúng ta lên bờ, lấy đồ lên ăn ơi. Rồi, em muốn để em muốn thử rồi, em thử rồi, em xuống một mình được. Ok, chúng ta đến với vòng quay của bạn đi. Cái hừa cái gói thịt nhang của ăn cái là nổi rất là dữ luôn bạn, và đặc biệt là nhân phẩm nữa. Nhưng mà nhân phẩm hay không thì bây giờ vòng này cũng rất là quan trọng nha. Rồi ok, bạn này bây giờ sẽ được quay trước các bạn, do nãy là người yếu quay trước, bây giờ tới người mạnh nha. Nhất. Không sao, nước bạn bắt được, không sao hết. 15kg cộng một cái ghế cao. Trời ơi, nó khỏe. 15kg. Bỏ vô học đi hết hả? Bỏ vô. Chưa kêu luôn. Rồi. Cái ghế. Rồi. Cuối cùng là ghế cao bỏ đâu nào? À, chọc vô đây được không? Chọc vô chỗ. Chọc vô hả? Chọc vô. Rồi, ok. Ok. Khá là không cơ. Tiếp theo là bạn này bây giờ là cả mấy nằm dưới đường phương luôn rồi. Giờ có muốn chơi nữa không? Hay đầu hàng cho hai cụ. Dạ không anh. Chơi nữa hả? Dạ. Bạn này chiến quá bạn ơi. Để xét chụp quay lại coi. Hai cụ không lấy luôn. Ok, chúng ta bấm nào. Nhân phẩm em cao lắm. Thi qua lượng á. Oh my god. Ok anh. Rồi. Sao được chưa? Ok ok. Chiến hà các bạn ơi. Em chỉ cần anh âm cho em vô gala thôi. Rồi hiện tại là 33 tiếng các bạn. Chúng ta lại đến với vòng quay nữa. Bây giờ cứ vòng quay thôi chứ. Mọi người mình thấy là cũng sắp tới công chuyện rồi. Đặc biệt là bạn này đang là hoa mình với lại dòng nước luôn rồi. 2 tiếng không chơi hả? Mất cơ hội luôn rồi. Giờ hết luôn rồi. Em quay anh. Quay luôn đúng không? Dạ. Ok, giờ là cái vòng quay nó rất là gắt đó nha. Quất. À, chúng ta sẽ có một cái bàn học và một bánh xe ô tô. Để em xuống nước đi. Xuống nước luôn hả? Ok. Có cái hồn cá. Mếp kìa. Rồi xuống chưa? Không xuống rồi, cái hồn giờ ổng phải tự chỉnh luôn rồi. Đó. Rồi đi im luôn, rồi đi im, không gớt đâu. Nó bị móc vô bánh nhau xe rồi. Móc bên đây rồi. Nhưng ở chìm. Giờ thả nó ra mình bơi qua mình lấy được cái định nữa, bơi thả luôn, có phao mà. Phải ra, hay ra. Ừ, có phao mà nó chìm đâu sợ, có ra hồ lại lấy, từ từ thôi. Tại nó chưa gớt xuống mà. Rồi, chúng ta lên bánh xe luôn nha. Bánh xe. Được không? Vậy được không? Hay muốn rồi, xin? Bạn để bên kia cho em, nhập mặt bên này. Rồi, bạn ơi. Oh my god. Vẫn chơi được. À, cái game này chủ yếu là tải đồ vặt thôi chứ mình người ta vẫn được xuống dưới nước bình thường nha các bạn. Game này không phải là game người cuối cùng của tên bè. Bạn này bây giờ là lợi thế này rất là cao nhưng mà khá là cồng kềnh rồi nha. Bây giờ là chỉ có cồng kềnh dưới được bạn này thôi chứ mấy cái cục đe, mấy cái tạ là không chơi nổi đâu. Ok, bấm luôn nào. Bây giờ là level 1 chơi level 99 thì sao các bạn? Ok. À, chúng ta được thêm 2 lượt. Bấm cái nữa nào. Quá lượt. Một cái nữa là hết. Hay vậy ta. À, được lên bờ 60 phút.
Con quay động là lên bờ kỹ lên nha, bà con nó gớt đồ khô kỳ lắm á. Rồi rồi, ok, mình kiếm cái ghế này mình ngồi mình giữ cái bè mình 60 phút nha. Bà con là lỡ nó bị gì nó gớt cục cực kỳ lắm. Rồi ok, 30 phút nữa lại trôi qua với bạn và chúng ta lại tiếp tục tàn sát những người yếu đuối. Và bây giờ chúng ta sẽ đảo vòng, bạn này được phép quay trước 30 phút và vẫn còn được phép ngồi trên bờ nha bạn. Giờ là vòng quay không reset nha, đồ sao để nguyên như vậy. Bấm mấy cái đèn đen là nãy quay rồi, là giờ để nguyên luôn nha bạn. Rồi bạn này sẽ có bánh xe cộng với lại 20 kg sắt. Rồi ok, vậy đúng không? Ok, ok. 1 kg nè, để đâu nào? Đó. Rồi. Được. Ok nha, rồi. Tiếp. Ông này chắc thi quá. Chiến thần. Chắc là vòng này là vòng cuối cùng của ông này rồi các bạn ơi. Chúng ta còn 36 kg cộng cái ghế và bánh ô tô cộng cái hang. Đường nào cũng vô hết á, giờ không vòng quay không reset nữa mà. Cười dữ lên. Bánh ô tô cộng với cái hang nha bạn. Đó là cái thùng hả? Dạ dạ, cho thùng qua với cái bàn nha. Trời ơi, dạy quá mà kinh dị chắc chết quá. Cái thùng với cái bàn. Ok. Chiến thần. Em tiếp tục đến đây ngủ tiếp. Đâu, gớt đâu, gớt vô. Chưa, chưa gớt. Rồi. Không dám ngồi được luôn mà, bây giờ cái phao của ông trùm quá rồi, lấy cái ghế nó còn ăn bất tử luôn rồi. Rồi, tình hình là bạn này là hình như là đã biết trước được cái kịch bản của mình đó các bạn. Thu gom rất là nhiều những cái dụng cụ luôn, bàn, ghế, gì đồ các kiểu là nó khu được rất là nhiều nên nổi rất là cao. Đặc biệt là ăn vừa hả cái ghế tình yêu này một cái là ông lụm liền luôn nha. Bay lại mình thấy cái quay cái cảnh không biết có quay trúng không, bay lại chụp như chim vậy bạn. Rồi ok, kết quả là có thể là hắn là nhờ cái ghế này nè, nó nổi rất là dữ luôn nè. Ok, 10 triệu các bạn. Rồi, cảm ơn Lâm. Rồi bạn này thì dạng như muốn chơi vui là chính đó bạn. Cái vòng mà mình mua chuột 2 triệu vẫn không kịp lấy luôn, muốn chơi tới cùng luôn. Kết quả là cái bàn của bạn này chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái bao. 7 cái bao làm từ mấy quả bóng thôi nha bạn. Nên lực nổi là nó không có tốt lắm và đặc biệt là không có rộng, không có chở được nhiều đồ. Cái ba ram của trò chơi này chính là 24 giờ đầu thì mình sẽ hạ rất là nhiều những cái món đồ gợi ý để làm một chiếc bè dành chở đồ các bạn. Ai mà hiểu ý thì sẽ rất là sưu tầm rất là nhiều, còn ai mà không hiểu ý như mấy thằng cu nhà mình như thằng Toàn á, không có gì hết. Kết quả là tạt nha bạn. Ok, để cho tụi mình kết thúc video tại đây. Bạn nào yêu thích series tụi mình tại đây một like, chia sẻ đặc biệt nhắn đăng ký kênh để nhận thông báo mình ra cho clip khác nha. Ô, ăn mừng với hắn nè.